Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ đi quay chỗ công viên mặt trời cho các bạn xem nha. Các bạn thấy là cái biểu tượng ở đây sau của mình, đó là cái biểu tượng công viên mặt trời. Cái công viên này rất là rộng các bạn nhé. Hiện tại là mình đang ở phía trước của cái nơi để mà chuẩn bị vào khu bên trong đấy. Bây giờ là bọn mình sẽ về chuẩn bị vào khu bên trong. Đây có một mua vé ở đây và mình có thể mua vé ở đây là vé lớn là hết 2 người là hết 520 nhân. Vào trong nhé. Hôm nay thì có cái lễ hội nó tổ chức gọi là các nước ở châu Á ấy, có gọi là có lễ hội. Thế nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay mình đi, hiện tại là mình đi là lúc 1-2 giờ chiều rồi, nên là cũng chỉ đây quanh này cũng chỉ có người Trung Quốc, người Việt Nam bán hàng hóa ở khu vực này, chỉ có là đồ ăn này, mấy cái món ăn của Trung Quốc, tất cả nước uống ăn vặt. Và hôm nay ở đây cũng có tổ chức chương trình ca nhạc nữa. Đây gian bên này là gian của Việt Nam. Các bạn có thấy chị áo xanh nhé, chị áo xanh nhé, chị Trang Khàn nhé. Hôm nay tự nhiên lại không thấy, tự nhiên thấy cái bà chị ấy bay tận sang Nhật. Quanh đây thì bán cả sầu riêng và mít không độ sting này. Ở đây tụi mình có thấy bán cả ổi nữa, sắn nữa, sầu riêng rất là nhiều, nhưng mà mình thì không có tiền để mình mua. Coi như là mấy cái quán ở đây là người Việt Nam ở quanh ở Osaka ấy, thì người ta cũng có bán quán, người ta đưa bán. Đây là có chương trình ca nhạc trẻ con Nhật múa. Ở đây thì có những cái bộ sưu tập các hiện vật đặc sắc của dân tộc ấy. Triển lãm ở trong này thì bao gồm những cái thước phim này, ảnh tĩnh này, có các bản ghi âm ấy, và các công cụ thu thập được từ cái lịch sử Nhật Bản ấy.
trong của cái nhà thi đấu, nhưng mà mình không hiểu sao là người ta lại để những cái đèn tối mà mình không nhìn rõ cho lắm. Các bạn đang thấy đây là cái tháp Tower of the Sun được xây dựng bởi họa sĩ Taro Okamoto trong vùng biểu tượng của Osaka Expo. Cái ngọn tháp khổng lồ này có 3 mặt, mặt nạ vàng sáng lấp lánh ở trên ngọn tháp đại diện cho tương lai, mặt trời ở phía trước đại diện cho hiện tại, và ở đằng sau nó thì có một cái mặt trời đen tượng trưng cho quá khứ. Bây giờ là mình sẽ vào cái khu bên trong đấy. Khi vào đây các bạn cũng phải mua vé, mất 720 yên nhé. Đây là khu vực phía bên trong của cái tháp đấy. Thì cái tháp này được mở sau khi năm 1970 thì đã đóng cửa, và bây giờ mới mở lại cho khách du lịch vào tham quan ở phía bên trong từ năm 2018. Và đây mình cũng phải đợi xem cái hình ảnh. Đây các bạn đang thấy đây, người ta làm gọi là cái này gọi là cây sự sống, cái nguồn năng lượng bất tận. Không gian bên trong tháp thì có cái cây sự sống cao khoảng 41 mét này, được làm từ sắt thép. 292 mô hình sinh vật lớn nhỏ từ động vật nguyên sinh như amip là bò sát này, khủng long, cho đến cái con người được gắn vào thân và cái cành cây
đại diện cho quá trình tiến hóa của sự sống. Các bạn mà có trẻ con thì đi khu này này, rất là đẹp, trẻ con chắc là thích. Ở đây có rất nhiều khu trò chơi cho trẻ con, trẻ em nhé. Trẻ con nhận thấy con. Đây là 4 giờ chiều mà. Cả 1 2 giờ chiều trẻ con đứng trong cái này đấy. Nước nó phun lên. Rạp chiếu phim, đi vào đây xem phim.